Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thượng Thư Đại Nhân. Biến, của tác giả Tô Áng. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Thượng Thư Đại Nhân, Biến, Tô Áng. chương 31, tình cảm làm người ta lo lắng. Nhắc tới Lưu Lăng, trên chiều phân từng đảng phái lôi kéo thêm người, hắn thì một người cũng không lôi được, nguyên nhân không cần phải nói, một hoàng tử không có chân tài thực học ai lại muốn nâng hắn lên vương vị đây hết lần này tới lần khác cũng chỉ có chương tư chung vô cùng thân tín hoàn toàn nghe theo lời hắn lúc trước hắn cũng muốn lôi kéo liên dụ về phe nhưng nghe nói hắn khá thân thiết với trần vương lưu lễ nên cũng muốn ra oai phủ đầu người ngoài đến săn đón liên dụ hắn không thèm săn đón không săn đón mới cho thấy mình không giống người thường lần này hiếm khi có cơ hội lập công lại nhẹ nhàng như vậy hắn không muốn để liên dụ cướp mất công lao nên cố tình muốn gạt bỏ. Lần này đi theo hắn còn có Trương Lương, con trai ngốc nhà Trương Tư Trung. Nói tới chuyện này, Trương Lương cũng từng có động chạm với Liên Dụ. Hắn là con thứ ba của hữu tướng Trương Tư Trung, đầu óc không phải ngốc mà là ngốc một cách tự nhiên. Một quyền luận ngữ học từ năm 3 tuổi đến năm 37 tuổi vẫn chưa xong. Đầu óc tí ngốc nhưng bụng giả lại gian xào. Lúc trước liên các lão ôm vương thủ tài nhà mình đi gặp mèo bản, Trương Lượng bỏ 250 vạn mua một con chó lớn. Vương Thủ Tài cảm thấy chọc chó lớn có cảm giác vô cùng yêu Việt, cho nên nó vươn móng cào vào mặt con chó kia. Vương Thủ Tài cào nó cũng không có lý do gì, nếu mà phải tìm một lý do thì có lẽ là thấy con chó kia xấu quá, nó muốn thử răng. Liên các lão bao che cho con đã thành tiếng, đương nhiên không thấy chuyện này có gì lớn lao. Nhìn một cái cũng không buồn nhìn, cứ thế ôm mèo đi trương lương tức tối chạy về nhà tố cáo với trương tư trung một lượt nhưng mà tố cáo cứ tố cáo trương tư trung cũng không có cách nào với liên dụ cả giờ phải tính sao ông dỗ con hai câu coi như xong với trương lượng trương tư trung không thích cũng không ghét cũng không biết có phải từng làm nhiều chuyện thất đức quá hay không hắn mất ba đứa con trai cho nên dù trương lương ăn chơi đàng điếm cả ngày không chịu phát triển hắn cũng bằng lòng mà lần này trương lương đi cùng lưu lăng cả hai đều thích dạo kỹ viện, không thích nghiên cứu học vấn. hai kẻ ngu gặp nhau như thế, hai đứa ngốc bỗng trở thành tri kỳ, cùng nhau đoàn kết gạt bỏ liên dụ. chuyện gạt bỏ này hơi phân nửa được thể hiện trên bàn cơm. rõ ràng là ngồi cùng một chiếc thuyền, họ lại không ăn cùng bàn với liên dụ, phải tách ra, nhưng đồ ăn thì không chia. mình thì mười mặn mười chay, liên dụ thì nửa mặn nửa chay, cũng chỉ có hai món. liên các lão vốn không kiêng ăn chỉ cần sạch sẽ là được, hắn cầm lấy chén cơm nhỏ nhà mình, không thèm phản ứng với bọn ngốc. Bị bọn ngốc chơi cần gì phải phiền lòng, không ăn chung hắn mới phải vui mừng đó. Phương Uyển Chi thì lại không được thoải mái như vậy, thấy hắn ăn ít, ban đêm nàng lại đi tới nhà bếp, nấu thêm cho hắn ăn. Cho nên trên bàn ăn liên thượng thư ăn càng ngày càng ít, còn đồ ăn của Phương đầu bếp lại ăn hết sạch ngon lành. Ở trên thuyền lớn ba ngày, Phương Uyển Chi là người lớn lên ở Kinh Thành, cho nên nàng không quen với việc ngồi thuyền trong thời gian dài. Thỉnh thoảng cũng có khi nàng ngồi một lúc, cùng mấy tiểu thư phú thương đi chơi, nhưng giờ với loại thuyền nước này, nàng vẫn thấy vô cùng mới mẻ. Gió đêm quất vào mặt, hơi ẩm từ dòng sông phẳng lên, Phương Nguyễn Chi lại không hề thấy lạnh, hai chân dài không ngừng lắc lư bên mạn thuyền. Trong lòng nàng rất là vui vẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa nhà như vậy. Cuộc sống của nàng chỉ giới hạn trong cổng lớn, cũng muốn được nhàn vân giã hạc, cũng muốn nhìn núi nhìn sông. Nhưng nàng là cô nương gia, xuất đầu lộ diện sẽ không tốt, cho dù mình không quan tâm, phương chính cũng sẽ không chịu. Thực lòng nàng muốn rời khỏi ngôi nhà kia, rời khỏi cha nàng, rời hết tất cả mọi thứ ở phương phủ. Nhưng nàng không có công phu, nữ công cũng không tốt, không làm nổi tú nương. Ngoài các món ăn đơn giản mà nương dậy, dường như nàng không thành thạo một nghề gì. Nàng muốn đi, nhưng ở bên ngoài nàng không sống nổi. Phương Uyển Chi được xem như một tiểu cô nương cực kỳ hiểu chuyện, hiểu biết hơn những cô nương 20 tuổi bình thường. Nàng biết cuộc sống này không hề dễ dàng, cũng biết mình phải có nhiều vàng bạc. Ngay cả Phương Nguyễn Chi cũng cười nhạo sự bất lực của bản thân, Phương Chính chưa bao giờ cho nàng bạc, tiền tiêu vặt rất ít, nàng muốn tích cũng không có. Ngước mắt nhìn mặt nước yên tĩnh trong đêm, nàng nghĩ. Nếu như liên dụ thích nàng, Nàng sẽ xách hành lý đến Ngọc Trần Phụng Uyển ở với hắn, hắn không cần nàng cũng được, không cần thì nàng sẽ khóc lóc om sòm, đòi chết cho hắn xem. Đây là quyết định cuối cùng của Phương Uyển Chi, nhưng tình huống hiện tại của hai người đương nhiên còn chưa phải đòi chết. Nàng muốn chờ xem, rốt cục liên dụ đối với nàng là tình cảm gì. Chuyện tình cảm phương đại cô nương biết không ít, tự nhận là nếu vận dụng đúng chỗ cũng coi như thuận buồm xuôi gió, nhưng vì không có kinh nghiệm thực chiến mà đôi khi hành xử hơi ngốc liên dụ lại không biết gì về chuyện tình cảm không gõ đầu hắn hắn sẽ không hiểu được đây cũng là kết luận sau khi nàng lĩnh ngộ ra được cho nên lúc liên dụ choàng cái áo khoác ngắn cho nàng khỏi lạnh nàng vô cùng thẹn thùng quay người lại đây cũng là chiêu nàng học được từ nhị nương lô thúy hoa nói nữ nhân phải biết diễn xuất không được thể hiện sự hung hãn vậy thì không ai thương đừng nói là người thương chỉ vì cái quay đầu kia ngay cả áo choàng phương uyển chi cũng không có nàng trơ mắt nhìn liên dụ lấy áo choàng kia về vừa cầm áo vừa nói hóa ra cô không lạnh à phương uyển muốn nhào tới cắn xé hắn nàng vặn vẹo nắm chặt tay chỉ quay một cái thôi mà áo cũng không có nàng mở to mắt nhìn đôi mắt xinh đẹp hiện ra tơ máu muốn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu cho hắn thương tiếc đây cũng là chân truyền của lô thúy hoa nhưng chưa gì liên dụ đã lùi về sau hai bước có phải cô bị bệnh rồi không ngồi ở chỗ tối thui này làm gì mau vào đi thôi phương uyển chi nghĩ nàng phải nhịn nhưng mà câu nói có phải cô bị bệnh rồi không lại chọc chúng tim nàng trong chớp mắt tất cả cái gì mà thẹn thùng của nữ nhi đều bị gió đêm thổi không còn một mảnh nàng chống lạnh đứng quát liên dụ ngài mới có bệnh đấy đưa đây cho ta ta lạnh liên dụ đang yên đang lành muốn quan tâm lại nhận được một tiếng sư tử hà đông giống ré đương nhiên cũng không thấy thoải mái trong lòng hắn cảm thấy nàng khó hầu hạ hơn bì bì nhiều bởi vì hắn chưa hầu hạ bì bì bao giờ nhưng đối với phương uyển chi hắn muốn chủ động đối tốt với nàng một chút không biết hôm nay nàng ăn chúng cái gì hắn tức giận nhìn phương uyển chi nói a à đào đừng tưởng ta dễ tính cô mà chọc giận ta ta ném cô xuống sông cho chết đuối bây giờ mấy đầu ngón tay của phương uyển chi cũng run lên a à đào là tên mới mà liên dụ đặt cho bởi vì nếu là nha hoàn theo hầu, phải có một cái tên mới. Nàng đã nói mấy lần, không được gọi là A Đào, không được gọi là A Đào, nhưng liên dụ càng gọi càng thuận miệng. Phương Uyển Chi chừng mắt nhìn hắn, chừng một hồi lâu, nhìn đến khi hắn lấy cái áo bọc nàng thật chặt, nàng mới không kiêu căng nữa. Liên dụ nói, ngơ ngẩn gì nữa. Hôm nay chưa nói chuyện bát quái nhỉ, không phải cô nói thấy nha hoàn của Lưu Lăng và thị vệ có gì đó sao? Chuyện gì vậy? Phương Uyển Chi nháy mắt mấy cái, sao lại quên vụ này được chứ? Một bụng tức kia lại bị nàng ném ra sau ót mất, hớn hở kể cho Liên Dụ nghe, đi tới đây, vào phòng rồi nói, chuyện này là bí mật lớn đấy. Hai người cứ ta đẩy cô cô đẩy ta, cứ thể ở cạnh nhau, có lúc người ta cũng không hiểu được, hai người này, rốt cục là ai chỉ ai. Cùng lúc đó, ở một góc thuyền cách đó không xa, hai bóng người ngồi đó, một người mập tới mức chảy mỡ, một người thì mập tới mức chảy dầu, chính là hai tên ngốc lưu lăng và trương lương đã gạt bỏ liên dụ trong mấy ngày qua. Bởi vì cách khá xa, cho nên hai người không nghe liên dụ gọi A à đào gì đó. Bọn hắn chỉ cùng thống nhất một điều, thưởng thức của liên dụ thật kém, thẩm mỹ của mình lại tốt vô cùng. Thượng thư đại nhân, biến, tô áng. Trường 32, Bạch Yến trầm chi huyện Nhạn Nam. Ba ngày lênh đênh trên nước, vất vả lắm mới lên được bờ, chân của vương thủ tài vẫn mềm như cũ. Vị tiểu gia này chúng ta bị sai sóng. Từ khi lên chiếc thuyền này nó đã cảm thấy không được tự nhiên, cộng thêm bản tính không gần nước, khiến nó lần đầu tiên cảm nhận được cái gọi là bơ vơ không nơi nương tựa. Hiếm khi nó mới chịu để yên cho Phương Uyển Chi chăm sóc, giờ được lên bờ thì muốn vui chơi trên cỏ thật đã, không ngờ vì Lưu Lăng muốn làm mình làm mẩy nên vừa xuống thuyền đã lại lên xe ngựa dịch quán huyện thừa là một người khá lạnh lợi, một miệng ca công tụng đức, gì mà vương gia không ngại cực khổ, tàu xe mệt nhọc còn vội vã lên đường, thật làm cho hạ quan muốn quỷ bái lạy Rồi cái gì mà dân chúng nhạn nam có vương gia đến tiêu diệt phản loạn, đúng là phúc khí tu luyện 800 năm. Khen đến mức lưu lăng cả người như bay lên, liên tiếp khen thưởng nhiều vàng bạc. Phương Uyển Chi làm tổ trong xe ngựa cũng vén rèm ra xem, chập chập hai tiếng rồi lại rụt đầu về nàng bắt đầu thấy lo cho liên dụ rồi tên lưu lăng này tính tình kiêu ngạo lại ương ngạnh nếu nhan nam thực sự động binh hắn có thể nghe lời liên dụ được sao nếu không nghe tên ngu này làm dối hết mọi việc thật không biết cuộc chiến này sẽ biến thành cái dạng gì hắn có sợ bị liên quan không phương uyển chi nghĩ vậy liền hỏi thẳng liên dụ ngồi trên nệm êm đang tính toán sổ sách từ kinh thành đưa tới nghe nàng hỏi thì không ngừng đầu nói thẳng ta không chơi với kẻ ngốc cô nhìn xem hắn ngốc thành cái dạng gì kìa có gì mà liên quan với hắn không làm phương uyển chi ngồi bên cạnh nhìn sang đột nhiên nàng lại thấy tính tình của liên dụ cũng khá giống tính cách của mình lúc thì giả làm người khiêm tốn khi thì khắp người toàn mùi vô lại nàng không tin liên dụ sẽ chịu lỗ như thế nàng sẽ ngước mắt nhìn xem hắn định xử lý tên lưu lăng này thế nào bên này liên đại nhân không muốn xác lập quan hệ đồng minh, lưu lăng bên kia cũng không có ý nghĩ đó. Đầu tiên, hắn không hề thấy mình không thông minh, cũng không thấy liên dụ có gì hơn người. Hơn nữa trước đó cũng có nói, hắn không hợp mắt với khiếu thẩm mỹ của liên dụ. Bởi vì hắn không nghĩ ra được, liên dụ để một người bị chàm nửa mặt như vậy đi theo cả ngày, nhà đầu vừa xấu vừa ngốc có gì tốt chứ. Hai người lại còn khá thân thiết, lúc ở chung một chỗ có khi nha đầu kia còn hung dữ với hắn, hắn cũng chịu, vậy không phải là có bệnh sao. Nhưng Lưu Lăng cũng phát hiện được, liên dụ lúc nào cũng ăn ngon hơn hắn, bởi vì được nha đầu xấu kia thiên vị. Sau khi thuyền lớn đến Giao Châu, liên dụ liền thay xe ngựa. Hắn với Lưu Lăng là xe cửa hàng hắn mang tới. Lưu Lăng cũng biết hắn có làm ăn ở Giao Châu, vốn muốn trách cứ hai câu, bắt hắn phải đi xe ngựa cùng loại với mọi người. Nhưng khi nhìn chiếc xe vừa đưa tới, bề ngoài không có gì lạ, cũng không bằng một nửa xe hắn, cho nên không làm khó dễ nữa. Nào có biết, khi xe vào đến Liêu Thành, Liêu Lăng muốn cải trang đi bộ, thuận tiện dạo kỹ viện hai vòng, khi đó hắn mới phát hiện bên trong xe ngựa của Liên Dụ như thế nào. Xe của hắn mặt trong cực kỳ tinh xảo, không gian rộng rãi, còn có một chiếc bàn gỗ hoa lê nhỏ bầy một bàn cờ bằng ngọc, chắc là làm ổ trong này đánh cờ với A Đào. Sau khi Lưu Lăng nhìn thấy thì cực kỳ không vui, trừng mắt nói, bổng lục triều đình được bao nhiêu, rõ ràng là nhà ngươi tham ô. Liên dụ không nói, chỉ cười, cười nhẹ nhàng, như không có biểu cảm gì. Trong lòng lưu lăng càng nghẹn, nhưng lại không phát tác lừa giận được, cái miệng rộng mở ra một lúc mới nói được một câu. Rõ ràng là ngươi tham ô, ở xe của ngươi cái gì cũng tốt. Cốc trà là sứ ngọc nam triều, ta nhìn ra được. Liên đại nhân vốn đang không để ý, bị phương uyển chi đầy một cái rồi trừng mắt hắn mới thong thả đặt quân cờ xuống chỉ vào vật trang trí bên trong rồi nói với lưu lăng nhãn lực của vương ra thật tốt cái này là cha ta tặng cho ông nội ông nội tặng lại cho ta món này là cha của trương lương tặng cho cha ta cha ta tặng cho cha ngài cha ngài lại ban cho ông nội ta ông nội ta mới đưa cho ta còn cái này là cha ta hiếu kính ông nội ta ông nội ta lại giao cho ta lưu lăng không nói được gì nghẹn họng nhìn chân chân nghe hắn nói mà đầu cũng ong ong tức tối trở về xe ngựa của mình hắn nghiêng người đọc diễm bản rồi nói với trương lương hai chúng ta đừng đấu với liên dụ nữa hắn có rất nhiều đồ do cha ngươi tặng cho ngay cả cha ta cũng thường trương lương nghe vậy thì gặp sách lại trong khoảng thời gian ngắn không hiểu được cha ta cha ngươi gì sau đó dứt khoát không nghĩ nữa kéo lưu lăng đi tìm kỹ viện nữ nhân phía nam phong tình hơn so với phía bắc tư vị cũng không giống nhau, thấy thú vị thì có thể mang thêm hai người về. Tuy Liêu Thành có nhiều thú vị, nhưng Liêu Lăng vẫn không quên mục đích chuyện đi này. Không lưu luyến hai nữ tử xinh đẹp bên cạnh, hắn nhanh chóng đi đến địa giới nhạn nam, tiếp một đôi quân khôi giáp hùng hậu là do Tiếu Thế Đông gọi tới. Tiếu Thế Đông là thuộc hạ của liên lão gia, đương nhiên không có binh hèn dưới tướng. Nhìn những tương sĩ kia bước chân chỉnh tề, người người tay cầm kiếm dài, dáng người anh dũng, đứng thẳng người biết là tới nhãn nam dẹp loạn chứ không biết còn thường là cuộc chiến giữa hai đội quân lớn lắm thật là khí phách tri huyện nhãn nam bạch yến trầm nghe nói có người trong cung đến giày cũng không kịp mang một đường lảo đảo ra đón nhìn thấy đội quân trước mặt cũng suýt tè ra quần sao nhiều người quá vậy hắn nhìn lại một lần nữa ôi chao các vị thần tiên ơi bất chấp hết chạy tới như điên ôm một cái chân lớn rồi hòa khóc các vị đại nhân đến rồi đội quân khí phách quá nhất định sẽ đập chết được bọn kia. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, vài vị quan to từ kinh thành đến đều lặng lặng nhìn tên bạch chi huyện kia quần áo không chỉnh tề đang ôm đùi ngựa khóc lóc tâm sự. Chờ mãi không thấy ai trả lời, bạch yến trầm khóc lóc cũng thấy không có ý nghĩa, bèn ngẩng đầu lau mắt, khi đó mới nhìn rõ mình ôm sai chân, mặt cũng không thấy thẹn thùng. Hắn đỏ mắt mang giày vào, mặc đồ quy củ rồi ra hành lễ. Đợi đến khi đứng trước mặt Phương Uyển Chi, hắn không hề nói lắp, mở miệng chào, thỉnh an thượng thư phu nhân. Lời vừa nói xong, liên dụ và phương uyển chi còn chưa lên tiếng, lưu lăng đã thách miệng nói trước, này tên mắt mù kia, con mắt nào của ngươi thấy người bên cạnh liên thượng thư là phu nhân hắn hả? Ngươi nhìn lại cẩn thân đi ha 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 ha. Mắt bạch yến trầm đúng là không tốt, hắn bị cận thị, không nhìn gần thì không rõ. Nhưng điều này không có nghĩa hắn không nhìn xa được, suốt ngày đôi mắt cứ híp híp lại, nhìn cái gì cũng như phủ một tầng sương mù dày đặc. Hắn nghe Lưu Lăng nói xong thì lui về sau hai bước mùi trồm hồm trên mặt đất nhìn Phương Uyển Chi từ trên xuống dưới, đến khi thấy rõ ràng mới vội nói, ôi ôi, xin lỗi Liên Thượng Thư, xin lỗi, sao lại xấu thành như vậy chứ? Liên Dụ đưa tay kéo nha đầu xấu kia ra sau lưng mình, nhấc chân đạp lên eo tên kia một cái. Nhìn cái gì vậy hả, chuẩn bị thức ăn đi, nãy giờ toàn nghe ngươi khua môi múa mép. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. chương 33, một bộ bát đúa. Nhãn Nam là vùng huyện thành nhỏ lệ thuộc vào miêu cương, cửa thành không rộng, thể hiện sự bùn xìn hẹp hòi. Bạch Yến Trầm là thất phẩm tri huyện, hắn mặc bộ quan phục màu xanh mơn mờn thiêu cỏ trắng xuyên qua một hàng người mặc áo tròn đỏ đứng trước cổng thành, nhìn như một con gà con. Người này so với mọi người thì già hơn, không phải nói về tướng mạo, mà là độ tuổi, Hắn cũng hơn 30 tuổi rồi. Khuôn mặt hắn lại khá nhỏ tuổi, cũng không tính là quá trẻ, một bộ dạng thư sinh bình thường. Dù sao cũng không cần biết là ai, chỉ cần đứng bên cạnh Liên rụ thì đều thành người không có tướng mạo hết. Lưu Lăng và Trương Lương không cần sao cũng đã không giống người, thế cho nên Phương Uyển chi thấy tên Bạch Yến Trầm lại thuận mắt hơn họ không ít. Nói về tính tình của Bạch Yến Trầm, hắn cũng giống như lời người ta đồn tới thượng kinh, cực kỳ nhát gan trên bàn cơm vừa chào hỏi đám người lưu lăng vừa run rẩy nhìn quanh nhìn quần nói mấy chuyện bát quái trong phủ mình lưu lăng lười phải nhìn bộ dạng này của hắn bắt chéo hai chân lên hỏi người nói quân phản loạn nhạn nam ở đâu sao bản vương thấy trong trấn rất bình thường một cái rắm cũng không có hả không chỉ không có rắm mà cả phố cũng không thấy mấy người không phải là chết hết rồi chứ bạch yến trầm vừa khóc vừa để đũa xuống một tiếng quỳ xuống đất. Vương gia minh giám, quân phản loạn kia, quân phản loạn kia đều ở hoa quả thôn. Nằm ở đỉnh núi xa cách chúng ta ở đây, hạ quan cũng là nghe thuộc hạ báo, cho nên mới vội gửi thư về kinh, không ngờ vương gia lại đích thân đến. Hoa quả thôn, lưu lăng nhướng mày, thôn này nuôi khỉ à đặt tên kiểu gì vậy? Cả người bạch yến trầm đều hoang mang lo sợ, hai tay không ngừng trà sát, không trả lời câu hỏi của lưu lăng, Jun rẩy nói. Quân phản loạn này, thực ra cũng không phải là quân phản loạn gì. Tên thủ lĩnh hắn là thần tiên. Liều làng nghe vậy thì vỗ bắp đùi, dáng vẻ không kiên nhẫn khiến Bạch Yến trầm phải nói nhanh. Hóa ra đây là một giáo phái, thành lập được ba năm, chúng có triển khai nhiều hoạt động tụ tập. Nhân số của chúng càng lúc càng lớn, dân ở thị trấn Nhạn Nam cũng đến đó hơn phân nửa. Về chuyện tại sao lại nổi tiếng như vậy, không phải là do thờ phụng mà là giáo chủ tự xưng là đã thành tiên cũng có người gọi hắn là thiêu thần hắn không biết xem bói mà chỉ biết bắt quỷ các loại phù chú thì rất tốt sau khi bắt quỷ xong thì dán lên vật kia có thể hóa thành vũng nước điểm quan trọng nhất đó là hắn còn có thể nuôi cổ độc dân chúng miêu cương rất thích cổ độc thuật đối với đạo giáo ở trung nguyên thì không hứng thú nguyên nhân chủ yếu là thánh thượng đã chặt đầu một vị đại tế thi mà họ thờ phụng nhất làm cho giáo chúng không dám xuất hiện ở nhãn nam, cũng rất nhiều thiên môn cổ độc thất truyền. Mà thiêu thần tuy là người trung nguyên, nhưng rất am hiểu cổ độc thuật, lại từng bắt quỷ quấy phá trong thôn, nên được mọi người sùng bái. Người trong thôn không biết tục danh của hắn, cứ gọi hắn là Đại Tiên. Đại Tiên cũng tự cho là có thành tựu, đặt cho mình một cái tên, gọi là La Bàn Nhi, về phần trước đó hắn tên gì, sao lại đặt cái tên như vậy, Đại Tiên không có học vấn, tự mình cũng không giải đáp được. Bạch Yến Trầm còn nói, tên là Bàn Nhi này cực kỳ bị ổi, mắt chuột, ngũ quan bình thường, mặt chữ điền, nhìn ra rất giống yêu tinh. Là bản Nhi còn bị gù lưng, cả sống lưng còng lại như tôm, lại rất thích mặc áo bào đen phủ đất. Từng bước từng bước như không chạm đất, cả người cũng muốn bay lên. Bạch Yến Trầm nói rất tỉ mỉ, Phương Uyển Chi lại cảm thấy chuyện này quá không có thật, cũng không dễ nghe như mấy thư sinh kể chuyện bên ngoài, nàng ngáp một cái rồi gắp thức ăn, không ngờ bên trong có ớt, cay đến chảy nước mắt, khiến nàng không ngừng le lưỡi. ớt phương Nam trước nay đều cay hơn phương Bắc. Liên dụ nhìn nàng thè lưỡi như con chó nhỏ, tự nhiên cũng thấy thú vị. Hắn đưa chén rượu trên môi xuống tới trước mặt nàng, bảo uống vào hết cay. Phương Uyển chi bị hơi rượu sộc lên, trợn trắng mắt, cũng quên còn có một vị vương gia ngồi trên bàn ăn, đưa tay bấm liên dụ một cái. Cay, nàng còn muốn mắng hắn thêm nhưng mà đầu lưỡi tê dại đến mức chỉ có thể nói ra được chữ đó liên dụ nhìn nàng quay cùng thì cười vui vẻ chống cầm lại gắp một miếng đưa tới miệng nàng động tác cực kỳ tự nhiên ở đây ẩm ướt uống nhiều rượu với mấy món cay mới không cay sao cô mốc thế phương uyển chi cũng rất nghe lời ăn món hắn đưa qua đúng nha dù vẫn còn cay nhưng nàng không muốn ngã bệnh sợ làm vướng víu hắn Cả bàn ngồi trơ mắt không lên tiếng. Liên Dụ là người thích sạch sẽ, lúc ăn cơm không phải đũa của hắn thì không ăn. Giờ lại dùng chung một cái cốc, một bộ bát đũa với nha đầu xấu này. Nhìn nha đầu kia xem, thực ra cũng không phải xấu đến vậy. Mái tóc dài lộn xộn che hơn nửa mặt, đôi mắt lại như sóng nước lay động lòng người. Bạch Yến trầm vẫn còn đau lòng khóc lóc tiếp. Là bản nhị uy hiếp hạ quan, không để cho hạ quan quản chuyện ở hoa quả thôn nếu không sẽ hạ cổ độc. Cổ độc kia rất đáng sợ, nhiều thủ hạ đầy tớ của Hà quan bị hạ, cả người cứng ngắc, toàn thân biến thành màu đen. Hắn còn nuôi được mấy con tiểu quỷ, thật lợi hại. Bạch Yến Trầm liên tục nói, là bản nhi nuôi cổ độc, là bản nhi giết người, là bản nhi làm cái gì, dân chúng đều tin hắn, người vây quanh hoa quả sơn toàn là dân chúng cả. Lưu lăng thấy hắn càng nói càng lộn xộn, tát lên mặt hắn một cái là bàn nhi là bàn nhi là bàn nhi, bà nhi là cha ngươi à sợ lắm thế nhìn ngươi như muốn tiểu ra quần nhỉ mấy người đi liên tục nhiều ngày đường cũng mệt mỏi ăn cơm lại bị tên bạch yến trầm nói đến mức không thoải mái sau khi cơm nước xong thì chỉ muốn nghỉ ngơi một chút mai tự mình lên núi điều tra xem đâu mà ngờ được chỗ ở này lại nhỏ đến vậy bạch yến trầm tuy là huyện lệnh thất phẩm nếu thị trấn này giàu có đông đúc thì cũng là cha mẹ một phương nhưng đây so với quan lục phẩm kinh thành còn khổ hơn vì nơi hắn ở quá xa xôi thế cho nên cả nhà chỉ có hai viện số phòng ở cũng ít đến đáng thương lưu lang nhìn quanh rồi thở dài một hơi hắn quay người lại đánh cho bạch yến trầm một cái ngươi xem ngươi làm được cái gì muốn phòng không có phòng muốn dân chúng cũng không có dân chúng là cha mẹ một phương mà các con đều chạy đến hoa quả thôn nhìn nhãn nam thành này xem cả khách điếm cũng không có, chỉ có thể ở tạm chỗ này thôi. Lúc chọn phòng, Lưu Lăng cầm cái khăn trắng phe phẩy đi vòng vo qua mấy nơi. Thực ra trong phòng cũng không có mùi gì, có thể nói là sạch sẽ, nhưng Lưu Lăng lại muốn làm bộ làm tịch. Ba gian phòng trống, hai viện, ngay cả cái cửa thủy hoa cũng không có, đáng chú ý nhất chính là nhà chính và hai phòng bên, vốn là tam hợp viện, nhưng nơi này lại nhỏ quá, xương phòng rời đến hậu viện, để lại hai viện trụi lùi, chẳng ra cái gì. Lưu Lăng cảm thấy xương phòng là tốt nhất, sạch sẽ, còn độc môn độc viện, nhưng lại không có nhà chính rộng rãi, hắn lại là vương gia, phải giữ thân phận, cho nên chọn chọn lựa lựa quyết định lấy nhà chính. Cái này đi, dù sao cũng ở không tới vài ngày. Liên rủ tiếp tục làm ổ dưới tàng cây với Phương Uyển Chi, cùng chiêu chọc mèo, thấy hắn đã chọn xong thì đứng lên, kéo tay Phương Uyển Chi đi xương phòng hậu viện. Ta và A đào ở hậu viện. Đối với chuyện nam nữ, Liên dụ rất thủ lễ, khi kéo tay nàng vẫn luôn cách một lớp xiêm y. Phương Uyển Chi nhìn cổ tay mình, gò má lại hồng lên, ngẫm nghĩ, lần sau hắn mà kéo tay nàng nữa nàng đã kéo xiêm y lên cho hắn cầm trực tiếp. Để đầu gỗ kia tìm đường chết đi. Hơn nữa ở hậu viện cũng tốt, hậu viện rất thanh tĩnh. Nàng cũng không muốn ở cùng một viện với bọn họ. Nhưng mà Trương Lương đang đứng một bên chờ chọn phòng lại mất hứng, hắn chạy tới cản bước trợn mắt nói tại sao ngươi lại được chọn trước ta còn chưa nói gì đâu phòng ở vốn không nhiều phòng ngủ chính không có xương phòng hắn lại chọn bạch yến trầm và tôi tớ cùng nhau ngủ chung một giường lớn chỉ còn lại một phòng sát bên hắn không thích liên dụ từ giữa trưa đã mệt rã rời nhún mày nhìn hắn Chức quan của ngươi lớn hơn ta sao trương lương ngu mốc đần độn đáp không có ngươi có nhiều đồ như ta không trương lương nhìn liên dụ còn đang ôm chăn đệm không có vậy ngươi còn ở đây ngăn cản làm gì trương lương không nói lại được cắn răng nghiến lợi chừng liên dụ hồi lâu rồi xoay người lấy giấy bút từ trong dương ra vọt vào phòng bên phương uyển chi nhìn người vừa biến mất trong nháy mắt kéo vạt áo liên dụ hỏi hắn làm cái gì vậy liên dụ vừa sai người đem chăn mền của mình tới vừa nói với phương uyển chi hắn viết thư cao trạng với cha hắn đó. Thượng thư đại nhân, biến. Tô áng. Trường 34 ta có được hay không? Nửa tháng đi đường, dù ngồi trên xe ngựa cũng đã khiến người ta mệt mỏi, đặc biệt là liên dụ còn thức mấy đêm xem sổ sách, hắn đã buồn ngủ không chịu được. Cho đến khi bà tử trải chăn xong, hắn không nói hai lời liền ôm vương thủ tài bò lên. Đó là một cái giường nhỏ, dù mắt không mở ra nổi, hắn cũng biết nhường giường lại cho Phương Uyển Chi. Sương phòng không lớn lắm, giường nhỏ và giường lớn cũng cách nhau khá gần, lại không có rèm che. Hai người đều mệt mỏi, cho nên không để tâm mấy chuyện đó nữa, vừa nằm lên giường là ngủ thiếp đi. Ngủ say một hồi, khi tỉnh lại đã là giờ thân. Liên dụ còn buồn ngủ ôm mèo ngồi dậy, mắt hơi lờ đờ, hắn nhìn sang giường của Phương Uyển Chi, người không ở đó. Trong lòng tự nhiên lại thấy không thoải mái liên dụ đẩy cửa sổ ra đón ánh nắng tràn đầy sau giờ ngọ ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống bên dưới là bóng lưng của phương uyển chi đang nhón chân phơi y phục tư thái yểu yểu điệu điệu dù mặc một chiếc váy rất bình thường cũng có thể nhìn thấy vòng eo mảnh khảnh không đầy một nắm tay trong tay nàng là bộ quan bào màu đỏ được giặt rũ sạch sẽ rồi phơi lên đoạn gậy trúc nàng đưa tay vuốt lại mấy nếp gấp liên dụ không biết tại sao lại thấy rất đẹp tựa tay nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, vừa vuốt ve đầu vương thủ tài còn chưa tỉnh ngủ. Hắn hỏi nó, mày có biết hay đồ nàng giặt là của ai không? Vương thủ tài sao mà nghe hiểu, nhưng mà dù có hiểu nó cũng không muốn trả lời, nó vốn lạnh lùng mà. Móng vuốt mèo đưa lên đè ngón tay của hắn xuống, híp mắt như kiểu cả thiên hạ không được trêu chọc nó. Đương nhiên là liên dụ cũng không cần nó trả lời, trong cổ họng khẽ hừ một câu. Của ta có một loại kiêu ngạo không hiểu được, cũng không biết hắn nói, y phục này là của ta, hay người này là của ta nữa. Vương thủ tài bị hắn quấy rầy đến phiền, rung rung đống lông rồi ngồi dậy. Một người một mèo yên lặng ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn Phương Uyển Chi. Nói thật, hai người này đều có vẻ khá ngốc, nhìn kỹ thì giống như đứa bé đòi ăn. Bởi vậy, lúc Phương Uyển Chi phơi y phục xong xoay người lại nhìn thấy hai người họ như vậy, nàng nhịn không được mà phì cười nàng lấy khăn tay lau nước trên tay rồi cười hỏi đói rồi à? liên dụ và vương thủ tài liếc mắt nhìn nhau gật đầu bếp lò ở phòng bếp còn cháy lửa là do nàng vừa giang mơ để lại tìm khắp bếp mới làm ra hai món ăn và một nồi cháo cá người và mèo đều có thể ăn không phải phiền phức lúc bưng vào nhà hai người kia đã chuẩn bị xong một người ngồi trước cái bàn đất nhỏ một người có cái chén không phía trước nàng đột nhiên có chút giờ khóc giờ cười cái đế trên tay cũng được liên dụ nhận lấy hắn vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói ăn cơm đi phương uyển chi cũng không nói gì học bộ giá ngồi xếp bằng của liên dụ ngồi bên cạnh hắn cầm lấy cai muỗng múc cháo ăn lúc này ánh mặt trời đã từ từ phủ xuống sắc vàng nhạt hơn như đứa bé đã chơi mệt mỏi chuẩn bị chạy về nhà liên dụ nghiêng đầu nhìn phương uyển chi thấy cai bớt lớn trên mặt nàng nhớ đến mọi người quanh mình đều nói phương uyển chi xấu hắn lại cảm thấy phương uyển chi tuyệt không xấu dù có như thế này cũng không xấu hơn nữa hắn cũng không muốn người khác thấy nàng xinh phương uyển chi có đẹp hay không thì liên quan gì tới họ phương đại cô nương thấy hắn chỉ ăn thịt thì đưa đũa chặn đũa của hắn lại như nương dạy dỗ con trai ăn thêm chút sau đừng ăn mặn suốt thế nàng đã từng đọc qua y điển biết buổi tối không nên ăn nhiều đồ mặn quá Liên dụ ăn cơm không kén chọn, nhưng lại rất hay ăn thịt. Như thế không tốt. Liên các lão liền ư một tiếng, đợi khi Phương Uyển Chi không chú ý, lại vụng trộm gắp một ít. Hôm nay tâm tình Phương Đại Cô Nương khá tốt, nàng thấy cũng xem như không, cười tùm tìm cắn chiếc đũa, lộ ra hàm răng trắng. Nàng hỏi Liên dụ: Ta có tốt không? Liên dụ nghiêng đầu nhìn nàng, nở nụ cười: Tốt. Phương Uyển Chi mừng thầm: Cháu cũng không thèm uống xích lại gần hắn tốt chỗ nào từ sau khi liên dụ xem phương uyển chi như người một nhà nàng hỏi gì hắn sẽ đáp trả lời cũng vô cùng thành thật lúc không hung dữ thì đều tốt phương uyển chi gật gật đầu hỏi lại ta và bì bì ai tốt hơn liên dụ nhìn thức ăn trước mặt rồi trả lời bì 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 biết làm rất nhiều món chính sườn xào chua ngọt cá hầm giấm thịt nướng củ sen nhiều lắm chào ca trước mặt liên dụ cũng bị bưng đi. Phương đại cô nương nổi giận đùng đùng ôm đồ mang về phòng bếp, ngay cả cái gáy cũng không để lại. Không hiểu phong tình, thế thì chờ chết đói đi. Trời nhãn nam xanh hơn kinh thành, không khí càng thêm ướt át, lúc dậy sớm thể nào sương mai cũng dính trên người trên mặt. Ngoài lưu lăng và trương lương mặt trời chưa lên cao thì không chịu rời giường, những người còn đều ra ngoài chống chọi với thứ thời tiết này thiết giáo chủ là Bàn Nhi thường xuyên chọn lúc sáng sớm để làm lễ cho giáo chúng, cho nên mọi người mới phải vừa ngáp vừa khởi hành giờ này. Kỳ thật liên dụ cũng không phải người chịu khó, hắn vừa dạng chân trên lưng ngựa vừa khép mi khép mắt. Tối hôm qua hắn tán gẫu mấy chuyện bát quái với Phương Uyển Chi đến rất khuya, cách một tấm rèm lụa trắng, ánh nến leo lắt trong phòng, nhưng lại phát hỏa rõ ràng gian nhân nằm nghiêng bên kia. Hắn cảm thấy mình làm cái rèm này đúng là sáng suốt bởi vì dù sao phương uyển chi cũng là một cô nương khác với cách hắn ở cùng bì bì nhưng treo thì treo hắn vẫn thấy chướng mắt cái rèm đó khiến hắn không nhìn được những biểu cảm sinh động khi nói chuyện của nàng ngoài phòng yên tĩnh trong phòng tiếng nói chuyện càng lúc càng nhỏ dần liên dụ vuốt đầu vương thủ tài còn đang hỏi chuyện bà tử lưu lăng mang theo vì sao lại véo tai nha đầu nhưng lại không có hồi âm hắn trợn tròn mắt một lúc nghe tiếng hô hấp đều đều bên kia rèm có lẽ là đã ngủ. Lúc trưa mình ngủ nhiều mà giờ lại không thấy mệt chút nào. Hương An thần len lỏi vào chóp mũi, đó đã từng là thói quen của hắn. Hàng năm phải thức đêm nhiều, giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tốt, cho nên trước khi ngủ sẽ châm một ít hương. Nhưng hôm nay lại càng không ngủ được, không chỉ vì buổi trưa ngủ nhiều, mà còn vì mùi thơm của nữ nhân đầu rèm bên kia lượn lờ phảng phất. Liên dụ trở qua trở lại, nằm ngang nhìn lên mái hiên, không hiểu vì sao trong lòng lại thấy rối loạn, có phần nóng này. Hắn là nam nhân, nhu cầu và khát vọng tự nhiên của thân thể hắn cũng sẽ có, nhưng đã nhiều năm như vậy, với nữ nhân, tâm hắn vẫn như hồ nước lặng. Không phải hắn không nghĩ đến, mà chỉ cảm thấy vì chuyện đó mà đưa một nữ nhân vào cửa, hắn không muốn. Lần trước lúc tán gẫu với bì bì, hắn đã từng hỏi, người có biết tình yêu là gì không? Bì bì nhìn hắn như nhìn thằng ngốc nói, đương nhiên là biết, là tìm một cô nương mình thích sau đó ngủ với nàng liên dụ cảm thấy hắn quá sức thô tục một khoảng thời gian rất dài sau đó cũng không tìm người này nói chuyện phiếm nữa hắn nghĩ tình yêu và cùng ngủ là hai chuyện khác nhau bởi vì đó là ở bên nhau trong lúc hoạn nạn là làm bạn cùng nhau suốt một đời nếu có ngủ thì cũng phải ngủ cả đời ngủ đến khi hai người cùng khép mắt trong quan tài mới thôi thích thì dễ yêu mới khó nghĩ đến đó Hắn tự cho rằng mình đã đạt tới một cảnh giới rất cao siêu, thành ra nhìn ai cũng thấy trướng mắt. Thượng thư đại nhân, biến. Tô Áng. Chương 35. Bên kia màn tiếng hít thở vẫn đều đều, không chờ người lộn xộn. Liên dụ không cần nghiêng lỗ tai lắng nghe cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh của nàng. Bởi vì tai quá thính, đến bây giờ hắn mới thấy chán ghét vì tai mình tốt như vậy. Hít thật sâu rồi thở dài, Hình như hắn muốn ngủ cùng Phương Uyển Chi, không phải là loại chuyện đỏ mặt kia, mà chỉ là muốn ôm nàng trong lòng mình, tựa đầu vào mái tóc dài đó. Cơ thể nàng rất đẹp, nhất định cũng sẽ phù hợp với hắn. Đêm khuya yên tĩnh mà cứ nghĩ lung tung thật sự là không được, liên đại nhân bực bội ngồi dậy, cúi đầu ủ rũ đi đến bên bàn nhỏ rót một chén trà lạnh, làm cho mình tỉnh táo. Sau khi tỉnh rồi, hắn nhận ra gió vừa thổi tắt ngọn nến. Phương Uyển Chi cũng ngủ rồi hắn không nên châm đèn lên lại ông trời cũng hào tâm ánh trắng trắng mút chiếu lên bóng người nho nhỏ trên giường vô cùng rõ ràng hắn nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của phương uyển chi cái mặt nạ đã được tháo xuống khuôn mặt sạch sẽ không hề trang điểm ánh trăng chiếu lên mặt nàng trong veo như nước sắc môi hơi nhạt như nụ hoa hé nở giữa ngày xuân cực kỳ mềm mại liên dụ biết rõ môi của phương uyển chi rất mềm bởi vì lần trước hắn vẫn còn nhớ Hắn đứng ở đầu giường nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến khuôn mặt và cánh môi, cảm thấy mình vô cùng ngốc, cũng hết sức vô sỉ. Có lẽ động tác vén rèm làm ảnh hưởng đến Phương Uyển Chi, nàng giật mình chờ người, hắn vội vàng để màn xuống nằm lại lên giường. Ban đêm yên tĩnh, tim đập mạnh như thể vừa trải qua một việc vô cùng mệt nhọc, hoặc là như một đứa bé làm chuyện xấu sợ người ngoài biết được, đã lâu liên dụ chưa từng hoảng loạn đến thế. Nằm trên giường lại chờ mình liên dụ đột nhiên lại cảm giác trột dạ. Trong lòng lại thấy may mắn vì lần này không ai thấy được hắn có tâm tư không tốt. Nhưng mà hắn vẫn bị sợ hết hồn, bởi vì vương thủ tài không biết đã tỉnh từ bao giờ, ngồi trên giường mở to mắt nhìn chầm chầm vào hắn. Đôi mắt trong bóng đêm sáng màu xanh lục, còn có vẻ ý vị sâu xa. Liên dụ có phần bực bội túm lấy nó, lần đầu tiên trách cứ. Mày có bệnh à, ngủ. Vương thủ tài nghiêng đầu, cũng không biết vì sao lại chọc giận người kia. Nhưng mà nó vốn thăm mù, tiếp tục trở lại mộng đẹp với bữa thịnh yến toàn là cá. Chỉ còn liên dụ lăn qua lộn lại cả đêm trên giường, không cách nào ngủ được. Cho nên bây giờ, hai con mắt thâm quầng cực lớn, như thể đêm qua gặp đại nạn gì kinh khủng. Phương Uyển chi thấy liên dụ lại ngáp thêm một cái, ban đầu còn tưởng hắn bị ốm, đưa tay thử trên chán xem sao, cũng không thấy nóng sau đó lâu lâu lại chọc chọc hắn một cái trêu chọc cho hắn nói chuyện vì tối qua liên dụ suy nghĩ lung tung cho nên giờ không dám thân thiết với phương uyển chi sau mấy lần bị lạnh nhạt a đào cũng bộc phát tính tình chừng mắt mắng hắn mấy câu rồi khôi phục bình thường đối với chuyện này lưu lăng và trương lương đã tập mãi thành quen nhìn trộm một lúc lại có ảo giác a đào là phu nhân của liên dụ đoàn người dọc theo đường núi không đưa binh đi theo mà để lại toàn bộ dưới chân núi bọn họ định tự mình xem thử nắm được tình hình rồi nói sau hoa quả thôn nằm ở trên núi tiểu lan thuộc huyện nhạn nam diện tích không phải là lớn núi tiểu lan cũng không cao nhìn từ xa có khi chỉ bằng sườn đất lưu lăng và trương lương ngày thường chưa trải qua khổ cực gì giờ tự mình leo núi cũng là lần đầu tiên hoa quả thôn kia giống như một trại thổ phỉ trên cửa chính treo một tấm biển gỗ thật lớn viên ba chữ siêu siêu vẹo vẹo thật to bạch yến trầm nhìn quanh một hồi bàn tay lau vào áo không biết bao nhiêu lần lo lắng nói chữ này là do la bàn nhi viết nghe nói bên trên có chú thuật ai đường đột xông vào sẽ gặp xui xẻo liều lăng thấy bạch yến trầm đã xem la bàn nhi như cha ruột của mình rồi mặc dù ngoài miệng không thờ phụng hắn nhưng trong lòng lại vô cùng thần phục hắn không thích trả lời người này nhìn về phía lầu các đằng trước cửa thiết chạy không có ai canh gác chắc là đều chạy tới thiêu các để giáo chủ ban phúc lộc rồi. Hắn nhớ trước kia từng học với tiên sinh, ông có dạy, nếu đứng ở nơi cao sẽ nhìn thấy hết tình hình bên trong. Cao như thế, làm sao mà lên được? Nhìn sang liên dụ đang ngáp dài bên cạnh, lưu lăng bỗng nhiễn bừng sáng. Hắn bước dứt khoát tới bên cạnh, bảo hắn ta mang mình bay lên. Liên dụ là người văn võ toàn tài hiếm có ở Đại Hiển, khinh công hắn cũng hết sức am tường. Liên đại nhân cũng vô cùng hiền hòa, nằm sấp trên lưng ngựa nói. 500 lượng, mắt lưu lăng trợn trắng. 500 lượng một lần bay, người dám đòi bạc ta. Hắn thấy tên này là tên không thể nói lý được. Liên dụ đến đây không phải để làm quân sư hà. Bọn họ là châu chấu trên cùng một giây, vì sao ôm hắn bay lại còn muốn đòi tiền. Còn nữa, hắn ta là hạ thần, mình là vương gia, mình to hơn chứ liên các lão khi nói chuyện về bạc thì vô cùng kiên nhẫn giải thích cho tên ngốc nghe quân sư chỉ hiến đầu óc bày mưu tính kế không có trách nhiệm ra chiến trường giết địch mỗi người một nhiệm vụ cũng giống như ngài vào khách điếm ăn cơm vậy đầu bếp làm món xào ngài lại muốn ăn cá có phải là nên trả thêm bạc cho hắn không liêu lang mơ mơ màng màng thấy có lý liền gật gật đầu phải trả nhưng mà hoặc là trong nhà ngài muốn thuê thợ mộc có một thợ mộc làm tốt lắm, ngài thấy tay nghề của hắn rất được, mà lại muốn hắn làm nhanh gấp, có phải cũng nên đưa bạc không? Đầu óc lưu lăng không đủ dùng, theo bản năng tán thành. Đúng thế. Trên mặt liên đại nhân hiện lên vẻ trẻ nhỏ dễ dậy, ngồi thẳng người thuận tay vuốt lông vương thủ tài. Vậy ngài muốn ta ôm ngài bay lên, vì sao lại không đưa bạc cho ta? Lưu lăng liền ngoan ngoãn nộp tiền, cho đến khi bị liên rụt túm như cho chết sách lên nóc nhà hắn cũng chưa phản ứng kịp tại sao mình không trả giá chứ phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn